Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì mình cũng test cái đầu ý app 230 nha anh em. Rồi, trước tiên vui video clip về xin chúc toàn thể anh em xem video có một tối đầu này mình vui nha, và sức khỏe. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết cái đầu nén nha anh em. Cái này thì anh khách này đẹp cái đầu không nha. Chứ cái đầu dây súng luôn nha anh em, chứ không ráp bộ. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy nha. Và chi tiết mình giới thiệu cho anh em. Đó. Đầu này là siêu đẹp luôn nha anh em. Đầu ý nè. Con này có mã là G30 nha. Nó có thông số nè 19.6 MPa, là tương đương với 230 nha, 230 nha anh em. Kg F trên cm khối nè. Đó, lưu lượng 16 lít trên 1 phút nha. Đó. Thích hợp cho anh em xài con này là cái motor của nó kéo là motor cái đầu máy xăng nó là 6.3 kW. Đó, thích con này thì anh em có motor 5 ngựa đến 7 ngựa, 10 ngựa cũng được nha. Đó, thì có 10 ngựa đủ lại nha anh em, 10 ngựa. Đó. Rồi. Thì mình sẽ quay con này tí xứ của nó 18 ly nha. Đó, tí xứ màu trắng, rất là trắng luôn, trắng như ngọc tinh luôn nha. Đó, cái đầu đồng nha anh em, cái đầu đồng vàng chát luôn nha. Vàng nè. Đó. Quá vàng luôn nha anh em. Vàng cái đầu này là màu vàng của nó nha. Vàng của nó nha, chứ không phải là mình dọn lại nha anh em. Màu vàng của nó luôn nè. Đó. Màu vàng giống vàng tay quá. Đó. Đồng hồ ring luôn nha. Đồng hồ ring luôn nha anh em. Cái này là cái cò nha, cò xài súng nè. Đó, cò xài súng nè. Tay hồi ring của nó luôn nha. Tay hồi chỉnh áp rất là nhẹ luôn. Đó. Rất là nhẹ luôn nha anh em. Đó anh em. Chỉnh nè. Đó. Rất là nhẹ luôn nha. Ốc 7 màu luôn nha anh em. Mày ốc 7 màu luôn nha. Này mình lắp bắt chân, cái bắt chân 7 màu vô nữa. Chạy 7 màu luôn. Rất là đẹp. Nhớt nhau thì còn nguyên ring nha anh em. Đồng hồ ring luôn. Này thì con này thì mình đã lắp cái bu ly. Này khách này xài bu ly nha. Thì mình lắp bu ly bãi Nhật luôn nha. Bu ly bãi Nhật rồi, bu ly bản B tấp 2. Về anh em có motor 5 đến 7 ngựa thì xài bu ly tấp 2 luôn nha. Mình đang chạy bu ly tấp 2 nè, đồng tua luôn nè. Đó, áp xe lên được 200 nha anh em. 200. Đó. Này gắn bu ly nha, gắn cố gắn bu ly vào nè. Rồi. Siêu phẩm nha anh em. Rồi, giờ mình sẽ đi vào chi tiết, mình sẽ test máy nha. Đó, test máy cho anh em xem. Đó, dây thì mình có nấu nhanh nha. Dây nè. Đó, dây bố thép luôn. Đó, nấu nhanh 50m dây luôn nha. 50m dây. Đó. À, cái súng thì cũng có nấu nhanh luôn nha. Cũng có nấu nhanh luôn. Này đặc biệt là súng của Italia nha anh em. Súng này súng mới của Italia nè. Đó. Made in Italia nha. Nhập mới luôn nha. Nhập mới Italia luôn. Đó, áp được 353 nè, 353, lưu lượng 40 lít trên phút. Đó, có cần dài luôn nha anh em. Đó, cần dài nè, cần này chịu được áp mát 353 nha. 353. Đó. Có nấu nhanh. Đó, này bét nha anh em, bét cũng xài nấu nhanh luôn nha. Nói chung là này xài nấu nhanh hết. Anh em về có bét gắn vào được nha, bét nào cũng được nha anh em. Rồi, bét máy nha. Đó, máy đang chạy nha anh em. Chạy rất là êm luôn nha. Anh em thấy không? Chạy rất là êm nha. Máy thì đang về không. Để hồi đang về không nha. Về không thì máy đang chạy nè. Chạy rất là êm nha. Êm ru luôn nha anh em. Quá dữ luôn nha. Này áp thì lên được 180 kg. Đó, 180 nha. 190 à. Đó. Con này chạy bét đi 2. Quá mạnh.
em. Ngắt máy là máy sẽ về không nha, chạy không tải nè, rất là êm nha. Đó, này chỉnh áp này nha anh em, chỉnh lên vẫn được rồi, chỉnh này chỉnh xuống nha. Đó, chỉnh này chỉnh xuống nè, chỉnh lên. Xíu là mỏi tay luôn nha. Đó, máy đang chạy rất là êm nha. Đó, quá là êm nha anh em. Rồi, cắt máy nha. Đó, quá là chuẩn chỉ luôn nha anh em. Đó, con này thì anh em về rửa xe không chạm, rửa xe tải, xe ben không chạm nha. Đó, chạy chạy với motor áp 200 thì anh em rửa xe không chạm là rất là ngon lành. Đó, rồi thì con này mình đã test lên bán cho khách nha anh em. Anh em nào muốn áp 200 á, dòng áp 200 á thì mình vẫn còn nha. Còn trong này nè, áp 200 nè. Đó. Này áp 200. Máy này áp 200 hết nha, áp 200 mà hết nha anh em. Đó. Có đầu bao 1 này nha. Còn áp 200. Máy này chưa vệ sinh nha anh em, mới tháo ra tâm thùng thôi nè. Áp 200 hết nha. Đầu ý áp 200 này G20 nè. G20 nha. Đó, đầu thì còn nguyên ring nha anh em. Đó, rất là đẹp luôn. Anh em mà xài thì mình sẽ làm, mình test máy lên nha. Đó, dàn nào máy rửa xe nha anh em, rất là nhiều. Đó, cái này nữa nha. Máy cũng 3-1-1 nè, 3-1-1 nguyên ring đẹp luôn nha. Đó, 1084 nha, 1084. Đó, 3-1-1 đó này nha anh em, 3-1-1 nè. 3-1-1, 5-1-1. Này cũng có 3-1-1 nữa nha. 1043 nha, 1043. Đó, đồng đầu ok, 511, 508 nè. Này 508 nè, 511 nè. Đó, rất là nhiều. Rồi, thì mình đã test xong rồi nha anh em. Đó, test máy xong ok hết rồi. Không bị xì xẹt thủy nước nha. Rồi, thì cảm ơn anh em đã xem hết video clip mình nha. Anh em xem xong, nếu thấy hay, hãy cho một like, đăng ký kênh điểm của mình nha. Rồi anh em nào cần thì hãy liên hệ qua số điện thoại của mình. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.